Hello, xin chào mọi người nha. Đây là buổi sáng của ngày thứ ba mình ở lại trong rừng đây mọi người ạ. Tức là hai đêm và hai ngày. Đây là ngày thứ ba nha mọi người nhá. Ngày thứ ba mình ngủ lại trong rừng. Thì thực sự ngủ trong rừng thì có những cái con thú hay là có những cái con vật nó kêu rất là kỳ lạ mọi người ạ, rất là khó ngủ. Thì đây là chỗ ngủ của anh em mình nha mọi người nhá. Đây là chỗ ngủ của anh em mình trong 2 ngày và 2 đêm vừa qua nhé mọi người nhá. Đây là buổi sáng của ngày thứ ba. Thì mấy ngày vừa qua anh em mình có đi săn nhưng mà thất bại không được cái gì mọi người ạ. Chỉ toàn ăn rau ăn cỏ cuốn nước dùng thôi. 2 ngày vừa qua anh em mình không săn được con chuột nào mọi người ạ. Không bẫy được con chuột nào. Toàn ăn rau rừng với cỏ rừng thôi. Thì hôm nay sẽ quyết định vào trong hang để bắt rơi để cải thiện bữa ăn của ngày thứ ba nhé mọi người nhá. Mọi người hãy đi theo mình nhé mọi người. Đây mọi người hãy đi theo mình nhá. Bây giờ mình đang đi vào trong hang để bắt rơi đây mọi người ạ. Đây bây giờ mình đang đi vào trong hang nhé mọi người nhá. Đây bây giờ anh em mình đang vào trong hang nhá. Đây anh em mình đã vào đến hang rồi nhá. Đang giăng lưới để bắt rơi đây nhé các bạn nhá. Ở đây khá là nhiều rơi luôn. Sau 1 tiếng đồng hồ bắt rơi đi mọi người ạ. Đây các bạn thấy có nhiều rơi không? Được 32 con luôn nhá. Được 32 con mọi người ạ. Thì bây giờ anh em mình đang thu lưới để đi ra nhá mọi người nhá. Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã trong hang nhá, chu rúc ở trong hang nhá mọi người. Đây các bạn nhìn thấy thành quả của hôm nay này. Đấy nhá. Sau 1 tiếng đồng hồ đây, chu rúc ở trong hang. Và bây giờ mình đã ra đến hang và đi về lán nhé mọi người nhá. Bây giờ mình đang đi ra nhé các bạn ơi. Bây giờ mình đã về đến lán rồi nhé mọi người nhá. Đây bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu thu xếp hành trình đi về đây các bạn ạ. Lại bắt đầu tiếp tục 5 tiếng hành trình quốc bộ trong rừng đi về đây các mọi người. Bây giờ bọn mình thu xếp đồ đấy đi về nhá các bạn nhá. OK, sau 5 tiếng đồng hồ thì mình đã về đến nhà rồi nhé các bạn ơi. Thì hôm nay rảnh mới quay clip cho các bạn xem. Thì hôm trước có bắt được một ít dơ rơi, cho nên hôm nay mình cũng đã thịt xong dơ rơi rồi đây các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm món thịt dơ rơi chiên nhé các bạn nhé. Bây giờ mình bắt đầu chiên nhé các bạn nhé. Chảo đã đủ nóng rồi. Bây giờ mình đang đổ dầu vào đây. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cho dơ rơi vào chiên nhá các bạn nhá. Hôm nay sẽ làm món thịt rơi rơi chiên chấm mắm chanh tỏi ớt. Bây giờ mình bắt đầu cho vào chiên nhá các bạn nhá. Đây mình bắt đầu cho rơi rơi vào chiên đây các bạn ơi. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy. Có ngon không? Đây trong lúc chờ thịt dơ dơi chín thì mình đã cắt được một ít hoa lá cảnh nha các bạn nhé.
Đây các bạn nhìn thấy hoa lá cành của mình có đẹp không? Dơi dơi thì bây giờ đã chín rồi nhé các bạn ơi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cho ra đĩa để thưởng thức món thịt dơi dơi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình bắt đầu cho ra đĩa nhé các bạn. Thưởng thức món thịt dơi dơi bát man nhé mọi người ơi. Đây bắt đầu mình thưởng thức lên các mọi người ạ. Đây nhá. Bắt đầu mình lấy một con dơi dơi nhá các bạn nhá. Đây này, gia vị mình đã pha sẵn đi mọi người ạ. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người ăn món thịt dơi dơi bát man nhé mọi người nhá. Giòn ngon lắm các bạn ạ. Thịt rất là dai, ngọt, thơm lắm mọi người. Quá thơm luôn các bạn ơi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người đến đây ăn món thịt dơi dơi bát man với mình nhá các bạn nhá. Quá ngon luôn, quá tuyệt vời. Ngon các bạn ạ. Hết luôn một đĩa rồi các bạn ơi. Quá ngon luôn. Ngon quá mình ăn hết cả đĩa rồi mọi người. Ăn tham quá đúng không mọi người? Ăn tham quá các bạn. Các bạn nhá. Mình xin kết thúc video tại đây nhé các bạn nhá. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một subscribe và một đăng ký kênh nhé mọi người. Để mình có động lực làm video tiếp theo cho mọi người xem. Xin chào tất cả các bạn nhá.